Ion, Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Trai quá vậy. Tiên còn ai không bán không? Có bài nào? Bài nào? Thôi Hiếu giờ cũ rồi thôi. Nhìn Hiếu nè. Loading, strike for the lyrics like I'm bowling, bowling. Action on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bonds are so far. Ui, nó chỉ là hiểu lầm thôi mọi người à. Em chào anh. Hiểu lầm thôi. Đi đâu vậy? Thử đó. Không cần thử gì á. Ủa, thử đồng cưới nè, đi thử đồng cưới. Thử đồng cưới nè, đi thử đồng cưới. Anh Hồi với Hiếu là hai lầm này như thế nào ạ? Ta dễ. Ủa? Ta dễ như thường ngày mà. Nãy giờ hai chúng tôi mặc dù là cũng là top về visual. Top về visual. Nhưng mà chúng tôi làm có hai đúng rồi. Âm thì mình cũng không cần phải cố gắng anh. Trời ơi, mấy đường đẹp cơ địa, còn tôi đẹp phải giảm giá. Nên tôi làm đâu hơn người ta. Không, nhưng mà cũng có sự cố gắng, dù nhiều khi anh Giang buông xuôi luôn thấy không? Anh bị buông xuôi, tôi thì được luôn. Anh đang cố đâu được. Anh được rồi, cũng bị buông xuôi rồi. Chứ bây giờ cái công nghệ mà căng chỉ đó là... Nghệ là một đàn đi làm tóc bây giờ nè. Anh hồi vậy, nhớ lần nào tới với bảy nụ á, anh có chia sẻ cho không anh? Nghe hết mình thôi. Có đi hết mình là có về hết hồn. Có tự dâm gì chờ mình không? Có tự dâm gì chờ mình không? Trời ơi, y chang. Dạ. Bầm tím người luôn. Đâu quýt lộn rồi. Em vô làm biên tập nói anh ơi, cho em lấy cái bài nhạc của anh được không? Trời, chương trình cũng lấy mạng luôn cũng được nữa. Bây giờ này diễn là coi là mạng sống thôi. Trời ghê lắm. Mà thấy nguyên vàng là sơ hở là hết ấy liền. Đàn cá này anh có gì thì đàn cá này thì anh Vinh thì quen rồi, kỷ lục thì quá quen. Dạ mới là bữa quay rồi. Anh Vinh là nói đến đời sợi là anh Vinh. Chị Ngọc là nô đo với anh rồi, nhưng mà giao trình. Nói cho đối với tụi tôi thì ngày hôm nay thì mình tới để cười là xếp tôi. À, em tới với vai trò là khán giả. Quyền của Hiếu. Hiếu rồi đó, em biến hình với anh đi. Với lại em thấy em bị kỳ quá, anh tương tác với em mà em kinh kinh nên làm sao á. Em kẹp vậy thì nào tóc nó mới được. Em muốn kẹp sao? Đó thì nó có biết làm không, anh kêu người ta làm. Ừ. Nè, nó được rồi nè. Nhưng mà anh muốn kẹp công hơn đúng không? Nè, nó đang ok nè, giờ là vô keo nó xong rồi. Ờ. Đúng không Hiếu, đúng không? Ờ, đang đẹp đó. Tại em thấy anh vuốt vuốt rồi, mình thấy đẹp rồi mà. Rồi. Em vuốt em được không? Nhưng mà cái chỗ này bị mất tóc giờ sao thì rồi? Thì nó hối đó là phụ hối đó. Đây mà. Đẹp rồi. Vậy được rồi. Đó, vậy thôi. Anh chơi tôi. Tôi dặn ra cho mọi người xem. Đẹp rồi. Thì không Hiếu? Được rồi. À, xin chào quý vị khán giả, mình là Lê Vũ Lâm và mình đang tham gia chương trình 7 nụ lần thứ 85 ạ. 85 rồi. Wow, một chương trình lâu đời vậy. Và em là Hiếu thứ hai và hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình 7 nụ của sao ạ. Lần thứ mấy rồi em? Dạ, lần thứ 85 ạ. 85, lần kiếp nạn 85 gì? Cảm xúc của anh Lâm Hiếu như thế nào khi tham gia 7 nụ cười xuân và là số đầu tiên? À, Lâm rất là vui tại vì có những nghệ sĩ mời một lần rồi không được mời nữa. Nhưng mà đối với bản thân Lâm thì mời đi mời lại hoài. Thì Lâm nghĩ là chương trình yêu thích Lâm cũng như khán giả yêu thích Lâm, cho nên cảm giác của Lâm rất là phấn khởi và hồ hởi. Trả lời đi. Còn em thì tự nhiên em nghe anh nói em sợ em là vô cái trường hợp là nghệ sĩ mời một lần không mời nữa. Tại em không biết là hôm nay có mình có được vui hay không, tại mình thấy chương trình khá là nhiều thử thách. Thì cái này thì mình vẫn công thức cũ, diễn mà cả tánh mạng thì chúng ta sẽ thành công. Ok anh, diễn cả tánh mạng. Đối với dàn này thì sơ hở là mình bị câm nín, sơ hở là bị mất thoại và sơ hở là chặt chém. Cho nên có bao nhiêu công sức, bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu ngôn ngữ em hãy nói, em đừng có suy nghĩ, em đừng có thì em sẽ bị mất. Dạ. Nghĩ là cái dạng này. Đây, tất cả mọi người lên sân khấu điều trị nha, mình sẽ đẹp thôi. Quý vị ơi nhớ là ủng hộ hai vợ chồng. À, hai vợ chồng. Cảm ơn hai anh em tôi nha. Baby, why you playing with my love? I'm trying to be patient with you now. I'll never be sober. You don't pull me closer. Took me in my eyes and time.
Xin chào tất cả mọi người, đây là Trường Giang. Và năm mới Trường Giang xin chúc cho tất cả mọi người thật là hạnh phúc, thật là bình an, nhiều thành công hơn nữa. Và tất cả mọi người có nhiều sức khỏe. Chúc cho vạn sự bình an, chúc mừng năm mới. Sắp Tết rồi thì LVT muốn gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân. Và sẽ có một cái năm mới thật là bùng nổ. Những cái dự định mình vạch ra thì đều sẽ đạt được và sẽ thật là thành công trong năm mới. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Oh, oh, biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Kính chúc cho tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là quý vị khán giả của Bảy Nụ Cười Xuân sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình an, sẽ thật nhiều tiếng cười và những điều mà chúng ta cầu mong thì chúng ta sẽ đều đạt được trong năm mới này. Năm con rồng không lòng vòng. Chúc mọi người mọi người hơi lòng vòng không? cú em vừa bừng cái. Chúc mọi người vào sòng. Chúc mừng năm mới. Hôm nay chúng ta có những nhân vật chính của Bảy Nụ Cười Xuân sẽ hội ngộ với nhân vật chính của Hai Ngày Một Đêm. Xin giới thiệu Hiếu Thứ Hai. Lắc không kìa, lắc không kìa. Xin giới thiệu Ngô Kiến Huy. Trời ơi, trời ơi. Dễ không vậy đó. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lam. Wow. Hey. À thôi, bây giờ vậy, trước khi mình chia đội, mình gửi một lời chúc. Toàn thể anh em mình sẽ cúi đầu chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu thương anh em mình suốt nhiều năm vừa qua. Thưa quý vị, nhân dịp năm mới, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn năm mới mọi người. Năm mới là phải có quà đúng không? Dạ. Yeah. Có nhiều cái đặc biệt lắm. Wow. Có quà. Có quà. Wow. Kính thưa các chị em thân mến, bởi vì quà tặng hôm nay nó thật sự là lớn. Wow. Tấm lòng lớn hay là vật chất lớn anh? Cả hai luôn. Nó là mang tính chất cá nhân nha. Ai được may mắn thì lấy cái quà to nhất. Dạ. Hôm nay bắt đầu khui quà ha. Dạ. Yeah. Bắt đầu okay. Từ phía Vinh. Mời Vinh khui trước nè. Ok. Đúng rồi, em đổ ra. À, đây là... Đây hả mẹ? Một câu chúc. Chúc người bạn hiền sự nghiệp phát triển, thành công liên miên, hạnh phúc an nhiên, túi luôn đầy tiền, tình duyên rực rỡ. Wow. Ok nha.
Cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Nào ở Dung có dễ thương mà sao mình chơi sao nó sợ quá. Đây, câu này hợp với Vinh nè. Ok anh. Tới câu của Dạ nè. Chúc bạn thân mến, sự nghiệp tiến lên, gặp nhiều điều hơn, dạng người yêu mến. Nếu còn mình ơn, tình yêu sẽ đến, một năm khó quên, niềm vui tới bên. Wow. Chúc mừng năm mới. Quay mặt lại. Chữ rồi hả? Ở đây. Mừng 2024 phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, mọi sự hiền hòa, làm đâu thắng đó. Wow, wow. Hợp hợp cái hợp nha. Năm mới chúc bạn nhiều sức khỏe, bạc tiền rủng đỉnh thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý thanh thản, vui chơi mọi buổi chiều. Cái câu đó là phải để cho tôi dễ thương quá. Câu em dễ thương. Thanh thản vui chơi. Dạ của em là chúc người bạn hiền một năm an nhiên, sức khỏe vô biên, gặt nhiều bước tiến, áp lực tan biến, muộn phiền biến mau, xung vầy cùng nhau đón mừng năm mới. Quay đi quay đi. Năm mới Giáp Thìn, chúc bạn giàu to, sức khỏe chẳng lo, buồn bực xếp xó, khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy ro ro, điện thoại xịn xò, tặng kèm cho bạn. Nani. Tặng kèm cho bạn. Cái gì vậy? Ghê vậy? Wow. Ghê. Ê cái màu áo với cái màu điện thoại y chang luôn nè. Hồi nãy anh cháu của em. Hồi nãy anh cháu của em. Ủa? Hồi nãy anh nhớ anh cháu không? Không có em ơi. Hồi nãy anh cầm của em không gì? Không có. Thôi à, anh chia cho em. Ủa anh Huy may mắn quá hả? Cái này của Huy hơn thiệt. Trời ơi, ơi. Anh hết là biết xui hả? Ê anh hết là thỏ đen. Mọi người ơi, năm nay năm gì ạ? Năm rồng. Tôi đúng là rồi, con rồng. Đúng rồi, tuổi rồng. Wow. Thiệt. Nhưng mà Huy, Huy, Huy. Ôi. Của chồng công vợ vợ nè. Của chồng công vợ vợ nè. Nè hay, hay nhận quá. Ngâm. Đây tất cả đều wow. có hết, những người còn lại đều wow. được một phong bao lì xì của chương trình. Đây để từ từ bên đây nè, đây 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 đây. Thì thưa quý vị là chương trình của chúng tôi cũng có những quà tặng vô cùng ý nghĩa nữa dành cho quý vị khán giả. Bằng cách quý vị hãy tham gia vào fanpage của chương trình, hãy comment vào đó, chúng tôi sẽ có những con số ngẫu nhiên và các bạn chọn thì chúng tôi sẽ gửi tặng, cũng sẽ là những phong bao lì xì và điện thoại y chang như vậy. Wow, wow. Thì bây giờ lại một lần nữa chúng ta nói về câu chuyện chia đội. Mọi người có đồng ý rằng là đòi 2 ngày 1 đêm và đòi 7 đường cười xuân, mọi người một bên không? Dạ đồng ý. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.